Bạn thân mến, bạn có thấy hình ảnh này quen quen là lạ hay không? Có thể bạn đã từng lướt qua, hoặc có thể hàng ngày bạn đã từng cấu lên nó, dẫm đạp lên nó, bỏ qua nó như một cây cỏ dại. Nhưng nếu bạn biết giá trị thực của nó, ắt hẳn bạn sẽ thật sự ngỡ ngàng. Quê của mẹ Bảo Hân ở Mộc Châu thì gọi nó là cây lạc tiên. Còn quê của bạn thì gọi đó là cây gì? Với mình thì nó là một cái cây mà có những cái trái tuổi thơ mình rất yêu thích. Mỗi khi mình đi rừng tìm thuốc nam với mẹ, thì mẹ thường vặt cho mình một nón đầy trái chín vàng và để mình ngồi thảnh thơi ở một gốc cây mát nào đó. Khi mình chén hết nó thì cũng là lúc mẹ hái thuốc đủ và không quên nhặt một nắm ngọn non của nó về nấu canh cho bữa tối, giúp cả nhà có một bữa canh an thần tuyệt vời. Vâng, đó chính là cây lạc tiên, một vị thuốc quý chữa mất ngủ mà người Việt chúng ta không thể bỏ qua các bạn nhé. Cây lạc tiên là một loài cây dược liệu được dùng sản xuất cả trong đông dược và tân dược. Cây mọc ở nhiều nơi nhưng mà thường được tìm thấy ở các bãi hoang bờ bụi. Loại cây này thì còn có nhiều các cái tên gọi khác như là cây lạc, cây cây lồng đèn, cây nhãn lồng, cây hồng tiên, cây mắc mát, cây long châu quả, vân vân. Và công dụng của cây lạc tiên thì có lẽ phải kể đến công dụng đầu tiên của nó, đó là cây công dụng trị mất ngủ, giúp an thần ngủ ngon. Đặc biệt là với những người mắc chứng tim hồi hộp, tâm phiền muộn, mất ngủ thì dùng sử dụng lá tươi, ngọn tươi của cây lạc tiên để chúng ta nấu canh ăn hoặc sắc nước uống. Ngoài ra, ngoài việc hỗ trợ điều trị mất ngủ, ngủ hay mơ màng thì lạc tiên còn có một tác dụng rất tốt cho tình trạng phụ nữ có hành kinh sớm. Nó là một loại cây được chiết xuất để dùng làm hạt chất an thần, giúp chống căng thẳng dành cho người lao động trí óc, giảm nguy cơ suy nhược hệ tim mạch nói riêng và cơ thể nói chung. Và ngoài ra thì nó giúp thải độc, mát gan. Bạn có thể sử dụng cây lạc tiên trong trường hợp nóng trong người hoặc đau mắt đỏ. Sử dụng lạc tiên thì ngoài việc các bạn sử dụng cái lá lon, cây lon hái về làm rau, nấu canh, thì các bạn còn có thể sử dụng toàn bộ cây lạc tiên. Chúng ta sẽ sử dụng sao khô để làm trà uống, hoặc có thể sử dụng làm cao của cây lạc tiên đều được các bạn nhé. Ở trong đông dược thì lạc tiên được chế biến thành một số sản phẩm dạng nước như là viên và trà để làm thuốc an thần chữa mất ngủ và suy nhược thần kinh. Sau đây thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với các bạn một số cách để sử dụng cây cao lạc tiên này. Thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng cách trà hoa lạc tiên. Thì với cây lạc tiên như hình, các bạn sẽ thu hoạch toàn bộ cây và sơ chế rửa sạch bụi và chặt bỏ, chặt nhỏ, sau đó cắt thành từng khúc nhỏ. Bạn hãy đem nguyên liệu này đi phơi hoặc sấy khô. Nếu bạn sấy điện lạnh được như cái sản phẩm trà hoa cúc của mẹ Vân thì là tốt nhất nha. Và chúng ta đun hãm 15 g lạc tiên khô với nước sôi tầm 10 đến 15 phút thì có thể thưởng thức ngay. Hoặc bạn cũng có thể dùng để đun nó lên để lấy cái nước thì nó sẽ chất lượng hơn là khi các bạn hãm nha. Thứ hai, bạn có thể sử dụng công thức trà hoa lạc tiên, hoa cúc, mật ong. Hoa cúc thì các bạn có thể sử dụng thêm hoa cúc, kim cúc. Như hình ảnh các bạn đang thấy, đó là loài hoa cúc kim cúc, một giống hoa cúc nhỏ, màu vàng, thơm và được dùng để sử dụng làm trà. Thì tại mẹbảohân.com có cung cấp cái sản phẩm này, các bạn có thể kết hợp để sử dụng khi chúng ta sử dụng với cây cao lạc tiên nữa nhé. Và mẹ Bảo Hân cũng xin lưu ý một chút là mẹ Bảo Hân chỉ bán trà hoa cúc, không bán cao lạc tiên hay cây lạc tiên.
Cho nên khi quý vị và các bạn mua sản phẩm thì vui lòng gọi điện cho mẹ Bảo Hân qua số 0977 659 472 để có thể mua được sản phẩm trà hoa cúc, kim cúc tại mẹ Bảo Hân. Ngoài ra thì ở mẹ Bảo Hân còn có thêm các loại như táo đỏ, kỳ tử, long nhãn để các bạn có thể kết hợp uống trà nhé. Việc sử dụng trà hoa cúc, hoa lạc tiên và mật ong thì cái cách đơn giản nhất đó là bạn hãy hãm lạc tiên khô cùng với hoa cúc trước. Khi chúng ta đã có thành phẩm rồi thì lúc đó các bạn hãy cho thêm một muỗng mật ong vào thì trà của các bạn sẽ thơm ngon bổ dưỡng, và đó là một trong những cái cốc trà mà có thể giúp bạn có được một giấc ngủ ngon trước khi bạn đi ngủ nha. Và bạn thân mến, khi dùng lạc tiên thì bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Bởi vì loài cây này cũng có rất nhiều tác dụng, nhưng nó lại có những khả năng tương tác và giảm đi sự hiệu quả của một số loại thuốc đặc trị bệnh. Và tùy cơ địa thể trạng và liều lượng sử dụng mà lạc tiên có thể gây ra các tác dụng phụ như là buồn ngủ, lu lẫn và chóng mặt. Và thậm chí đồng thời là lạc tiên còn gây ra những cơn đau co thắt tử cung, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vậy cho nên khi sử dụng tất cả các sản phẩm cây thuốc thảo mộc thảo dược, các bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ đông y. Còn những video, những chia sẻ của mình chỉ là những video mang tính chất tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ cho mình bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.